Hello, chào tất cả mọi người nha. Rồi mà ngày hôm nay ấy, mình trên đường mình đang đi ship hàng cho khách ấy, thì mình thấy được mình vô tình mình nhặt được một cái cục hàng, không biết của các anh chị em shipper nào là bị rớt nè, rớt ở ngay cái đường Phạm Ngọc Thạch nha, ở cái khu Chuồng Dơi á. Là trong này nó có đầy đủ các thông tin luôn mà mình không biết là của ai, cho nên là mình làm một cái clip này là mong cho mọi người chia sẻ để cho là cái anh chị shipper đó là nhận lại hàng của mình nha. Rồi để mình quay lại cho các bạn coi là cái thông tin này, rồi ai bạn nào là có shipper mà bị rớt á là liên hệ mình, mọi người chia sẻ nhiều lên để cho anh chị em đó nhận lại nha, để giao cho khách nha. Rồi đây là cục hàng nè mọi người ơi, mới nhìn vô là mình hết hồn luôn, mình tưởng 41 triệu chứ, nhưng mà cục hàng nó chỉ có là 41 ngàn. Là cái nội dung của nó là cái nón nè, mình có bóp cái nón, một cái nón nữ trai vậy nè. Có người nhận luôn ở siêu thị cấp mắt điện tử luôn nè, mà mình không có biết ai. Mình thấy được là ở cái đường Phạm Ngọc Thạch á, mà không biết có ai nè. Mọi người chia sẻ nha, mình quay cái clip này để cho hy vọng là anh chị em shipper nào có bị rớt này nhận lại. Làm shipper khổ lắm, không có bao nhiêu tiền hết á, nhưng mà bị rớt nha mọi người. Cho nên là mọi người chia sẻ nhiều lên để cho là ai là shipper là bị rớt cái hàng này. Ở Phan Rí mình thì nó nhiều cái chỗ giao hàng quá, nhiều bưu cục quá, cho nên không biết có ai. Rồi mọi người ai mà có mà là shipper mà rớt cái cục hàng này á thì liên hệ cái Facebook mình nha, tự nhận lại, mình đang giữ đây nè. Rồi cảm ơn mọi người nha.